Đây là cái câu chuyện mà vừa rồi cô bên cô làm cái clip, cô đặt cái câu hỏi mà ai trả lời thì còn ai trả lời mà cô cảm thấy tâm đắc nhất, cô sẽ tặng cái món quà đó cho họ, gồm có hai cái bộ sách về về một là bộ văn khứng các cái ngày lễ Tết, hai là cái bộ về 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 lịch lịch âm lịch, ba là cái file này, ok chưa? Thì đây là một cái câu chuyện về cái bình chứa nước, một cái bình chứa nước cộng với cái ống dẫn nước. Chúng ta sẽ có 20 nhịp bơm và hút. Đúng không? 4 giờ đồng hồ, trong 4 tiếng đồng hồ thì nó sẽ chạy một nhịp. Nhịp này có thể là bơm hay hút. Nhưng tổng cộng trong 20 nhịp này á, 4 tiếng đồng hồ một nhịp, trong 20 nhịp này thì sẽ có 10 nhịp bơm và 10 nhịp hút. Vậy nếu như mà nhìn nghiệm lại thì bây giờ chúng ta vẽ lại nha, nghiệm lại đây là một cái bình chứa nước. Ok chưa? Đây là một cái bình chứa nước. Trong đó nó có một cái ống nước, nó để vào đây. Đó. Thì bây giờ tự nhiên 4 tiếng đồng hồ bơm, 4 tiếng đồng hồ hút ra. Đúng không? Là hai nhịp mà nó làm đúng 20 nhịp, vậy có 10 nhịp bơm, 10 nhịp hút, nó làm hồi cái tự nhiên nước hết trơn. Nước nó giống như chưa cần bắt đầu. Vậy nếu như mà là các bạn á, nếu như là các bạn á, làm sao bây giờ anh em mình làm sao để tối ưu được sau khi nó đi hết 20 nhịp bơm hút này, nước trong bình này vẫn còn, mà chẳng những vẫn còn mà phải nằm ở cái ngưỡng cao nhất có thể. Làm sao đây các bạn? Các bạn làm sao đây? Anh em mình phải làm sao đây? Bơm hút ít lại không? Bơm hút nó như vậy mà 4 tiếng đồng hồ, cứ 4 4 tiếng bơm, sau đó 4 tiếng hút, đầm đúng 20 nhịp như vậy. Đổi cái bình nhỏ hơn cũng vậy, đổi bình nhỏ hơn nó cũng tràn, nó cũng hút được nhiêu đó. Bây giờ như thế này nha. Bây giờ nếu như mà chúng ta không còn vô, không can thiệp vô cái vòi nước này nè, là sau khi đi 20 vòng xong là như nhau, không có nước gì hết á. Vậy đầu tiên là nếu như mà bơm nước vô thì nước nó dâng lên đúng không? Chúng ta đặt một cái vòi, chúng ta đặt một cái khóa, chúng ta đặt một cái khóa. Ok chưa? Cô vẽ cái khóa này ở đây nha. Cô đưa cái khóa này thành màu vàng. Đầu tiên nước được bơm vô thì nước nó nằm dưới này, ok chưa? Đi, chúng ta đặt cái khóa, chúng ta đưa cái khóa này vô đây, đúng không? Vậy thì nếu như mà nước nó bơm vô cái chỗ này mà nước này nó dâng lên cái khóa này á, nó dâng vượt lên thì ok. Nhưng nếu như mà nước này mà nó chạm đúng cái gọi là cái sàn á, nó chạm đúng cái chỗ này nè. Đó, nó chạm đúng đến cái chỗ này thì bắt đầu cái khóa này nó khóa lại, nó không cho rút nước nữa. Đúng không? Có nghĩa là nó vẫn cho mày rút nước, nhưng nếu như mà mày rút đến cái chỗ này là tự nhiên chạm cái khóa này nó lock lại liền, nó không cho mày rút nước nữa. Rồi bắt đầu nước lại bơm vô tiếp. Rút cỡ nào rút mà không có nước. Rút cỡ nào rút không còn nước, nó cả bị nước nó bị chặn lại cái ngưỡng này rồi. Bắt đầu nước lại bơm vô tiếp, bắt đầu cái nước nó lại dâng lên. Nước nó dâng lên rồi. Bắt đầu nó nâng cái khóa này lên, nâng khóa này lên. Vậy thì nước nó chỉ có vào nhiều hơn thì được, nhưng mà rút á, mà rút ra mà rút chạm tới đây là bị lock lại liền. Khi các bạn đặt cái khóa này vô rồi á, có ông nội nhanh ý lắm, rút reward là chết đó mấy ông thần bậy rồi. Khi các bạn đặt cái khóa này vô rồi á thì các bạn không có lo. Cho nó đi đúng 20 nhịp, các bạn nhắm con mắt luôn, kệ cha nó đi đúng 20 nhịp, nó làm cái gì làm. Tự nhiên có một thời gian sau nước cuối cùng nó dâng lên cái đây, khóa nó dừng theo, đó chính là quản lý vốn. Nước là dòng tiền mà các bạn đang trade, nước vào nước ra là lãi và SL, chuẩn hơn là S là dương, nâng stop loss đó. Chúng ta biết nâng stop loss vô, chúng ta biết nâng stop loss vô cần lệnh, nhưng mà chúng ta không biết nâng vô tài khoản. Chúng ta không biết nâng vô tài khoản, đúng không? Trong quá trình mà các bạn biết là các bạn chơi thắng á, nước nó dâng lên nè, nước nó dâng lên gì dần, các bạn chơi thắng, các bạn không đặt một cái ngưỡng van khóa lại để các bạn luôn là thằng chiến thắng không. Nếu mà các bạn đưa cái van này vô, các bạn ngắt lại cái mức có thể mất thì không mất. Thị trường biến động, thị trường sập tất cả các kiểu, stop ngay cái giai đoạn đó, đợi ổn định lại chúng ta nhảy vào, cũng không làm như vậy, đúng không? Chúng ta tháo mẹ cái này ra luôn. Đó, nước nó dâng lên mừng lắm, nước nó dâng lên mừng lắm, lợi rồi, thắng lại cái lãi rồi, đến lúc này hút ra một cái nước nó xuống lại,
không có cái gì cản nó hết, nước nó xuống lại xuống lại xuống lại xuống lại xuống lại, không có nước nào trong bình. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều về cái quản lý vốn, chứ không phải là entry đẹp. Nó phải entry đẹp. Entry đẹp là cầm thường. Các bạn phải coi tổng tài khoản các bạn. Tại sao trong channel mà riêng có rất là nhiều người mà các bạn nhìn trong cái group chat đây, nhìn trong group chat các bạn nhìn sáng nay có một số anh em rút tiền rồi có rồi rút tiền 40 mấy triệu, 30 mấy triệu, 50 mấy triệu, rút tiền xô liên tục. Tại sao các bạn không xô được? Tại sao nhìn của nó xô lệnh rút tiền bán dứt để ra nó ăn ớt má trong khi mình bị cháy? Tại sao? Là tại vì các bạn không đặt cho mình một cái van này nè, không đặt cho mình cái van này trong tổng tài khoản của các bạn. Lúc mà thắng á, đặt cái van này vô có nghĩa là gì? Nếu có cháy ở cái ngưỡng này, ngưng. Tao đợi cho mày sắp mặt lờ, mày biến động, mày làm con mẹ gì đó, mày làm market, mày làm gì đó, mày làm tình, làm tội, mày làm gì đó, làm cho đã đi. Sau khi market ổn định lại, ngồi trade tiếp. Nước nó dâng lên dần dần dần, lãi nó dâng lên dần dần, đặt cái van này khóa lại tí. Đúng không? Đánh như trẻ tre, bắt lại nhịp rồi. Ví dụ như các bạn đang bay, anh em mình đang bay ngon lành, tự nhiên nó dứt tròn cây xuống rồi. Khóa lại liền luôn. SL liền luôn, ngưng, đứng ngoài quan sát. Phải chăng bây giờ bay có rủi ro hay không? Đợi nó biến động, đợi nó sắp mặt lờ nó đi cho vững lại, ok, nhảy vô bay lại tí. Hoặc là xác định lại bây giờ nên sell, nhảy vô lại xong. Chúng ta không có làm cái ban này. Đây là quản lý vốn. Về gác chân lên trán sau buổi hôm nay, gác chân lên trán suy nghĩ là cái cách mà các bạn quản lý vốn trong Marine. Các bạn chỉ cần làm được cái việc này thôi, tôi nói các bạn, market Marine nó là một cái thẻ ATM vĩnh cửu, các bạn rút hoài luôn. Chỉ cần các bạn có thêm cái kinh nghiệm, cái phân tích kỹ thuật, cái giờ bay rồi nó đánh sướng lắm. Giống như rồi tôi nói, bây giờ cô chuẩn bị có mua tiếp con Lycam nữa nè. Con DJI Mini Pro 3. Đó. Hồi nãy mấy anh đó, hồi sáng nay tôi mua con camera của DJI luôn. Con đó của DJI luôn, không như thằng đó nó làm được chơi camera này nó đẹp thiệt. Cái nãy giờ trên nhà coi nè. Rất đẹp, mua con đó hôm qua đánh hai lần hơn 500 đô đúng không? Thì mua con đó 10 triệu 3. Và chuẩn bị mua con này hơn 18 20 nữa. Thì chắc chạm con TB là có đủ tiền á, tại vì chạm kèo con OP chứ, chạm con kèo con OP là có ăn đâu đó tầm khoảng 900 mấy ngàn thì cũng cỡ 20 triệu đúng mua con đó rồi. Tôi mua con đó 17 triệu, 17 18 triệu. Cho nên market nó sẽ là một cái marine, nó sẽ là một cái mà cậu mấy ATM, nếu như các bạn biết kìm lại, đừng có tham, đặt cái khóa này lại, đặt cái van này lại trong quản lý vốn. Ok chưa?